Hello, mình xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Bây giờ mình mời cả nhà cùng theo mình đi đến một cái thác nước rất là đẹp của Washington ha. Thì bây giờ mình sẽ đi đường cao tốc số 18 về hướng đông của Seattle, Washington State. Đường cao tốc này thì nó là một cái dốc dài lại hẹp, cho nên khi mà trời mưa hay là trời tuyết thì lái xe cũng rất nguy hiểm. Nhưng ngược lại, hai bên đường có những dãy thông rất là đẹp, xanh mướt. Phía xa thì các bạn thấy một cái xe màu cam, xe này bán thức ăn trưa di động nha cả nhà. Và bây giờ chúng ta cũng chuẩn bị đi qua một cây cầu đẹp. Đấy rồi cả nhà ơi, bây giờ gia đình mình sẽ đi kiếm một cái chỗ đậu xe. Đây là cái tên Snoqualmie Falls Park. Ở đây có tiệm bán quà tặng và đồ lưu niệm. Trên những cái đồ lưu niệm này thì có tên của cái thác nước. Bãi đậu xe ở đây thì từ 0 tới 2 tiếng thì là 7 đồng, nhưng mà sau 2 tiếng đó thì họ sẽ tính là 5 đồng một tiếng. Thác Snoqualmie là thác nước cao 268 feet, tức là khoảng 82 mét, ở phía tây bắc của Hoa Kỳ, nằm ở phía đông Seattle trên dòng sông Snoqualmie, giữa Snoqualmie và Falls City, Washington. Đây là một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất của Washington và được quốc tế biết đến khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình Định Đôi. Hơn 1,5 triệu du khách đến thác nước mỗi năm, nơi có công viên rộng 2 mẫu Anh, tức là 0,8 hecta, có đài quan sát và cửa hàng bán quà lưu niệm. Hầu hết dòng sông được chuyển hướng vào các nhà máy điện, nhưng đôi khi dòng sông đủ cao để chạy qua toàn bộ các núi, tạo ra tia nước gần như mù mịt. Mực nước dâng cao xảy ra sau một khoảng thời gian mưa lớn và tuyết, sau đó là thời tiết mưa ấm áp. Mùa này có thể xảy ra trong mùa mưa kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3. Khi nước dâng cao, thác có dạng màn che. Đối với người dân Snoqualmie, những người đã sinh sống từ xa xưa ở thung lũng Snoqualmie ở phía tây Washington, thác nước Snoqualmie là trung tâm văn hóa, tín ngưỡng và tâm linh của họ. Một địa điểm truyền thống đối với Snoqualmie,
Thác là nơi người phụ nữ đầu tiên và người đàn ông đầu tiên được tạo ra bởi người biến hình mặt trăng. Bà Ma những lời cầu nguyện được đưa đến đấng tạo hóa bởi những màn sương lớn bốc lên từ dòng sông chảy mạnh mẽ. Sương mù bốc lên từ chân thác được cho là có tác dụng kết nối trời và đất. Thác lần đầu tiên được đề cử cho quốc gia đăng ký địa điểm lịch sử vào năm 1992 như một tài sản văn hóa truyền thống vì sự liên kết của nó với tín ngưỡng của người Snoqualmie. Tuy nhiên, chủ sở hữu tài sản Bingham Sound Energy đã phản đối việc niêm yết. Thác sau đó được xác định đủ điều kiện để liệt kê trong sổ đăng ký quốc gia. Các chủ sở hữu đã hủy bỏ sự phản đối của họ và vào ngày 2 tháng 9 năm 2009, thác chính thức được liệt kê trong sổ đăng ký quốc gia. Vào tháng 10 năm 2019, bộ lạc da đỏ Snoqualmie đã mua 45 mẫu đất xung quanh với giá 125 triệu đô la. Thác núi rất là đẹp. Khoảng 27 năm trước đây khi mình tới thì có những người họ đi bộ xuống thác nước, họ chơi ở dưới đó. Nhưng mà có lẽ là do sự an toàn cho nên bây giờ họ xây những cái cầu như vậy, thì mình không có đi xuống dưới được nha cả nhà, chỉ đứng ở trên những cái cầu này nhìn xuống thôi. Lúc mình quay cái video này là vào khoảng cuối tháng 5 thì thời tiết không có lạnh lắm, nhưng mà những cái nước nó dâng từ cái thác nước lên nó làm cho mình cảm thấy giống như là có mưa phùn đó cả nhà. Sức nước chảy rất là mạnh luôn cả nhà. Có lạnh nó không con? Và đây là những tấm bảng nói về tiểu sử của thác nước, cũng như nói về công trình xây dựng của những kỹ sư. Người ta cũng dẫn thú cưng tới đây đi bộ rất là nhiều nha cả nhà. Bây giờ gia đình mình sẽ đi tới nơi triển lãm xe lửa của Snoqualmie. Đây là những cái toa xe lửa rất là xa xưa mà họ để lại cho tới bây giờ để triển lãm đó cả nhà.
cái đoàn tàu xe lửa rất là xa xưa, bây giờ họ sẽ sử dụng cái xe lửa này để chở người đi vòng quanh cái thành phố. Khi mà gia đình mình tới nơi thì chỉ còn 2 phút nữa chiếc xe lửa khởi hành chở khách du lịch đi, cho nên mình không có lên trên quay được những cái khung cảnh ở trên xe lửa thời xa xưa cho cả nhà coi, cũng như không có lên để đi. Ở xung quanh cái khu triển lãm này thì họ vẫn để lại những cái cỗ máy cũng như những cái vật dụng ở trên xe lửa thời xưa để triển lãm cho khách du lịch tới coi nha cả nhà. Và bây giờ thì đoàn tàu đã chuyển bánh. Đây những cái thùng, những cái rương ở trên xe lửa thời xưa họ xài nè cả nhà. Đây là bạn bè họ chỉ dẫn đoàn xe lửa lúc nãy đó, nó sẽ đi tới đâu. Đây cũng vẫn là những cỗ xe lửa cũ họ chuyển lãm nha cả nhà. Trong cái nhà này thì họ để những cái tiểu sử của cái nơi triển lãm xe lửa này. Bây giờ thì về thôi cả nhà ơi. Trong những cái tiệm ở dọc đường á, thì họ vẫn vẽ những cái tấm hình thời xa xưa về cái lần khác á, để làm kỷ niệm nha cả nhà. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha, bye bye.